Rồi bỏ kiến lại. Rồi sao đây, bị sao? Thì thói quá cục sống cổ. Rồi nó làm cho đau cổ cái gái á thầy. Rồi bị đau thắt lưng nè. Thắt lưng rồi, sáng rồi nó đau nhức nó xuống nó mông. Đúng mông luôn. Rồi đi ở đây là muốn sụm là nó sụm. Rồi đi thử, đi thử đi, hai đi. Ngày nay làm cái đầu gối nhiều chưa? Tốt rồi. Tốt rồi hả? Rồi đi đi thử đi. Vậy là tốt rồi. Rồi cái là hai tuần nữa mình lên đây cũng để mà chỉnh luôn cho luôn á nha. Rồi nhưng mà chạy không nổi ha? Chạy không được. Không được, nó làm như nó chân nó nặng. Chân nó nặng. Rồi lấy cho thầy mượn cái thử coi cái cuộc sống có bị dính không. Rồi thả lỏng chân đi. Cuộc sống dính luôn rồi. Cuộc sống có dính luôn rồi. Ok, thôi nằm đi. Thật ra là cái linh hoạt nó không còn nữa. Rồi xích lên. Một thanh niên nữa. Trời ơi, thầy thuốc này phải về phải từ từ chứ. Phải vô nghề đi chứ. Nó cứng á, cái cuộc sống keo á, nó cứng ngắc nè. Rồi, bẻ đi. Rồi, nằm miếng. 3 trên 1. Rồi, em phải làm mới nổi. Còn em mà làm em chết luôn. Rồi, đè lên. Đúng rồi. Đó, giỏi. Được rồi. Tuyển thủ này là ngon lành rồi. Rồi. Ông này cũng học nghề hả? Đứng nhìn coi cách để người ta bẻ. Mày tướng này bẻ mới ngon nè. Thấy không? Đó, được rồi. Nghiêng nữa. Đó, rồi. Tiếp đi. Rồi, em, đưa em lên đây. Hai đứa, đó, một, đó ra nè. Để dưới đây nè ha. Rồi để sát đây nè. Đừng có chống. Đây. À, đúng rồi, đẩy mạnh lên. 1, 2, 3. Nữa, cho xương nó hở ra. Rồi, gậy qua đây đi. Rồi một nam làm đi. Để cho cô này đừng có. Cô này, rồi móc vô em. Đó, đó móc vậy đó, đúng rồi. Cái chiếc này móc vô, móc vô. Đó nha. Đó. 1, 2, 3. Rồi, tốt quá. Xích vô, tiếp nữa. 1, 2 tay. 1, 2. Đó, rồi thế hai cái rồi đó, quất thêm cái thứ ba nữa. Thấy chưa? Đó. Móc chân. Cái chân kia phải xuống như chút xíu. Rồi. Rồi, em qua đây. Nè. Rồi đẩy lên như kia nè, vì cái này là đẩy ăn L4, L5, L5X 1 đó nha. 1 2 đó. Tiếp nữa. Đó, rồi tiếp. Cuộc sống nó dính cứng nhắc à, bây giờ mình phải đẩy sao cho nó gãy ra. Rồi. Đó, để kéo cái phía đó đó. Rồi. Rồi. 1, 2, 3. Tốt quá. 1, 2, 3. Đó, rồi. Cho thầy mượn khăn này thì phải dứt thêm một lần nữa. Cái lưng nó cứng quá, cái xương nó dính cứng ngắc rồi. Rồi. Rồi lên ngồi đi. Giữ chân lại. Làm sao cho nó mềm được ra. Ôi, tốt rồi. Rồi, quay lưng lại đi, thầy bấm ngũ bội tâm tinh cho cái chân chạy coi. Hôm qua giờ khỏe hả? Rồi, ráng vợt cho nó ngon đi.
Đấy, nó nhúc nhích rồi đó. Rồi anh cũng phải uống như chị nha, rượu ớt nha. Rồi thấy mà rượu ớt mà uống mà vô mà thấy hiệu quả mà cái bao tử chưa có gì thì cứ dứt cấp liều gấp đôi lên giùm tôi nha. Tại vì hai người bệnh nào của người cũng nặng hết trơn, ra bây giờ mình chơi gấp đôi luôn. Quá trời không. Rồi ngồi vậy, lấy cho thị cây cho thị thử lại rồi. Sử không dính, không nhúc nhích rồi thôi xong rồi. Rồi đi lại đi, đi lại mạnh mà mạnh mẽ lên đi. Rồi thấy nghe sao, nghe cái lưng có dễ chịu không? Dễ chịu, dễ chịu chút chút. Cái lưng á là phải chườm đá tối ngủ á, để hai gập đá chườm ở đây nè, tại vì cái cột sống giờ nó dính lại rồi. Thành ra là anh đi á, anh đi là anh thấy mình đi làm như mình muốn ngửa ra vậy, ảnh rồi đó. Nó ảnh rồi đó. Người ta nói bị khi mà cột sống mà nó dính á thì cái không làm quan cũng thành làm quan, tại vì á cái cột sống nó dính nó cứng á, cái mình đi á là mình phải như vậy nè đó, đi kênh kênh vậy đó. Nhưng mà do cái cột sống nó dính thôi. Thì bây giờ chịu khó về là tập mấy cái thế mà ép chân đồ, học hết rồi ha, học mấy thế ép chân rồi ha, rồi về nhà là chịu khó đứng ở cái ghế vịnh cái bàn ghế này, ngồi xuống đứng dậy, ngồi xuống đứng dậy, xuống dậy hả? Không phải vậy, quay mặt lại đó, rồi vịnh cái này, rồi ngồi xuống đó rồi đứng dậy, ráng ra nhà ha. Đó rồi một sáng mình đứng ngồi xuống đứng dậy 20 cái thôi, rồi chiều cũng vậy, ráng làm cái đó thì vài bữa nó mới dẻo lại được nha. Rồi xin cảm ơn.